mọi người. Hôm nay mình sẽ nói đến một chủ đề mà mình rất hay được các chị em than vãn, các chị em than phiền rằng tại sao mà khi mà tôi chưa tập thể dục thì cái bụng của tôi còn không to, nhưng khi tôi tập thể dục xong thì bụng tôi lại to hơn rất nhiều. Hoặc là nhà chị em muốn giảm cân tìm đến tập thể dục để chị em có thể giảm cân hơn, để cơ thể săn chắc hơn, nhưng mà khi chúng ta tập luyện thì không những giảm cân mà lại còn tăng cân hơn nữa. Vậy có bao giờ chị em thắc mắc như vậy không, và chị em có đang gặp vấn đề này không ạ? Thì chúng ta có thể comment xuống dưới nhá, để Hoàng Uyên có thể biết rằng bao nhiêu chị em đã gặp sai lầm này rồi. Vậy thì hôm nay Hoàng Uyên sẽ chia sẻ cho các chị em vì sao lại như vậy. Đầu tiên thì Hoàng Uyên luôn nói với các chị em đó chính là dinh dưỡng sẽ chiếm đến 80% hiệu quả giảm cân của chị em, đúng không ạ? Và nhiều chị em rằng cứ nghĩ là chúng ta cứ đi tập thể dục và chúng ta ăn thoải mái thì chúng ta cũng sẽ không tăng cân, bởi vì tập thể dục nó là một cái gì đó thần thánh, nó sẽ giúp chúng ta giảm cân. Thì đấy là một quan niệm sai lầm nhá. Và quan niệm số 2 đó chính là chúng ta vì muốn giảm cân quá thì chúng ta đã vừa tập thể dục chúng ta lại còn nhịn ăn nữa. Thì thứ nhất là nếu chị em giảm cân được thật, chị em có quyết tâm chị em giảm cân được thật, thì nó cũng sẽ biến thành một cái xác khô và một cái xác không hồn, hoặc là nó rất là kiểu nó không có sức sống ấy, nó bị nhẽo cơ thể ra và cơ thể trông rất là thiếu sức sống. Và chị em có muốn rằng khi chị em giảm cân mà cơ thể của chúng ta vừa không có ngực vừa không có mông không ạ? Chị em vô cùng không muốn điều đấy, đúng không ạ? Chúng ta muốn là những cái gì mà nó vốn dĩ nó cần to thì nó sẽ phải to, cái gì cần bé thì nó sẽ phải bé, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì mọi người sẽ chia sẻ cho mọi người nhá. Thứ nhất là khi chị em mà tập luyện mà chúng ta ăn thoải mái, thì thứ nhất là chúng ta tập luyện, ví dụ như là tập yoga thì 1 giờ tập của nó cũng chỉ đốt đến từ 200 đến 300 calo thôi. Nhưng bạn hãy tưởng tượng đi, chỉ một bát cơm thôi nó đã là 200 calo rồi. Thứ hai là một ly trà sữa thì 300 calo, 400 calo. Thế thì chị em có tập bao nhiêu tiếng thì cũng không thể bù đắp lại cái việc là mình ăn một cách vô tội vạ như vậy, đúng không ạ? Vì vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát lại lượng ăn nhá. Thứ hai là trường hợp mà chị em nhịn ăn, thì các chị em tưởng tượng đi ạ. Khi mà chúng ta, mọi người tưởng tượng sang một đồ vật nhá. Khi mà chúng ta muốn một cái đồng hồ nó có thể chạy, đồng hồ bằng pin nó có thể chạy, thì có phải chúng ta cần phải sạc cho nó một cái gọi là, được gọi là pin, được gọi là năng lượng của cái đồng hồ không ạ? Nếu chúng ta không nạp năng lượng vào thì cái đồng hồ nó có thể chạy được không ạ? Và nếu đồng hồ không thể chạy thì có điều gì xảy ra không mọi người? Nếu mà chúng ta nhịn ăn thì liệu các bạn có đủ sức khỏe, các bạn có thể đủ năng lượng để chúng ta có thể chiến đấu trong một giờ tập hết sức không ạ? Điều đấy là điều không thể xảy ra. Và khi mà các bạn nhịn đói ấy, thì cơ thể sẽ lấy đi những cái lượng gọi là năng lượng dự trữ của cơ thể, và để làm năng lượng để đốt cháy khi chúng ta có thể nâng tay lên như thế này. Và cái điều đấy thì là điều vô cùng không tốt đối với cơ thể của chúng ta, bởi vì lâu dần thì năng lượng chúng ta cạn kiệt đi và các bạn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và sau đó thì chúng ta sẽ nản quá, chúng ta lại quay trở lại ăn nhiều hơn bình thường, thì như thế là cơ thể của bạn lại béo hơn bình thường á. Thì hai trường hợp này các bạn lưu ý nhá, là chúng ta sẽ không có ăn và tập luyện như vậy, chúng ta sẽ phải có một chế độ ăn uống và chế độ tập luyện hợp lý hơn. Và bây giờ thì Hoàng Uyên sẽ chia sẻ với các chị em về chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý nhá. Đầu tiên thì là tập luyện. Các bạn không cần quá quan trọng rằng cái bộ môn nào nó sẽ giúp cho các chị em có thể giảm cân, mà chúng ta cứ chọn một bộ môn thể thao mà chúng ta yêu thích, sau đó để chúng ta tập luyện hết sức với nó. Thì bất kỳ bộ môn thể thao nào nó đều tốt cho sức khỏe và giúp cho chị em có thể có một body săn chắc được. Vậy thì 80% còn lại quyết định body đẹp hay không nó ở dinh dưỡng, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta đến với dinh dưỡng nhá. Thứ nhất là các chị em rất sai lầm, chúng ta ăn rất là nhiều những thực phẩm mà thừa năng lượng, và nó chỉ có tinh bột thôi, nó chỉ có chất béo thôi, và nó hoàn toàn không có những cái chất mà có lợi cho cơ thể. Thứ hai, không phải là không có lợi nhá, mà tinh bột nó cũng tốt cho cơ thể, nhưng mà nếu ăn nhiều và là cái tinh bột nhanh ấy thì nó sẽ gây tích mỡ. Vì vậy chúng ta sẽ phải biết cách tính lượng calo mà mình cần nạp vào cơ thể của mình để cho giữ cân nặng. Ví dụ như cơ thể của Hoàng Uyên thì cần bao nhiêu? Ví dụ nhá, cơ thể của Hoàng Uyên thì cần hơn 1.000 calo hoặc 5.000 calo để có thể giữ cân. Thì Hoàng Uyên sẽ phải ăn đủ những cái lượng chất đó để cho Hoàng Uyên giữ cân. Nếu mà mình muốn tăng cân thì mình sẽ phải ăn nhiều cái lượng calo hơn. Muốn giảm cân thì chúng ta ăn ít calo hơn, đúng không ạ? Và nếu mà chị em mà muốn giảm cân nhá,
Các chị em phân biệt giúp Hoàng Uyên là chị em muốn giảm cân hay là giảm mỡ, bởi vì hai cái này là khái niệm không giống nhau đâu nhá. Các chị em phân biệt này, giảm mỡ khó hơn giảm cân rất là nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì giảm cân thì thực ra là chị em chỉ cần ăn cái lượng calo thấp hơn cái lượng calo duy trì cân nặng của chị em là chị em đã giảm cân rồi. Thế nhưng mà khi mà giảm cân thì nó lại bị nhỏ ngực và nhỏ mông. Vì vậy là cơ thể chúng ta sẽ không đẹp và nó cũng sẽ không có đủ chất. Vì vậy là chúng ta sẽ phải giảm mỡ và tăng cơ. Chị em hình dung không ạ? Chúng ta sẽ phải giảm mỡ và tăng cơ. Vì vậy chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái thực phẩm mà chứa nhiều đạm này. Vẫn có những cái chất khác nhưng mà đạm sẽ là chiếm nhiều hơn và chủ yếu hơn. Thì nó sẽ giúp cho chị em có thể tạo ra những cái bó cơ rất là săn chắc. Và khi chúng ta có cơ săn chắc rồi thì sao ạ? Thì cái chỉ số BMI của mình sẽ tăng lên, cái chỉ số trao đổi chất của chị em sẽ tăng lên. Vì vậy chúng ta có ăn nhiều hơn nhá, chúng ta cũng không béo. Hoàng Uyên ví dụ là trước khi mà Hoàng Uyên không tập thể dục và cũng không ăn theo cái chế độ dinh dưỡng hợp lý ấy, thì Hoàng Uyên là cân nặng nó thấp hơn bây giờ, nó ít hơn bây giờ, thế nhưng mà bụng nó vẫn to và nó ngực nhỏ này, mông nhỏ, thế nhưng mà bụng lại to. Đấy, một cơ thể vô cùng chán luôn ạ. Thế thì khi mà mình thay đổi cái chế độ tập luyện và chế độ ăn uống thì sao ạ? Bụng nhỏ mà những cái khác lại to. Đấy, chị em hình dung không? Thế nên là khi mà mình bổ sung đủ chất đạm này thì nó sẽ có những bó cơ. Và hiện tại cân nặng của Hoàng Uyên lại còn nặng hơn cả cái lúc mà Hoàng Uyên chưa ăn chế độ cơ. Cân nặng nặng hơn này nhưng mà lại không béo. Đấy, chị em thấy không? Các chị em có thể hình dung ra những cái bạn tập gym ấy, các bạn ấy ăn gấp đôi người bình thường luôn là chuyện bình thường. Thế nhưng mà cơ thể bạn ấy vẫn là săn chắc và lộ ra những cơ múi rất là đẹp, đúng không ạ? Thì đấy là tuân thủ cái nguyên tắc là chúng ta sẽ phải ăn nhiều đạm để bổ sung cơ cho cơ thể của mình, giúp cơ thể của mình khỏe hơn và săn chắc hơn. Tổng kết lại về vấn đề dinh dưỡng thì chúng ta hãy nhớ là chúng ta sẽ phải ăn đầy đủ chất để cơ thể có thể khỏe mạnh, làn da trắng sáng và luôn luôn có một tràn đầy sức sống, và chúng ta có sức để chúng ta có thể luyện tập nhiều hơn. Và lưu ý là nếu các bạn mà chỉ tập thể thao mà chúng ta không ăn uống thì chắc chắn các bạn vẫn không có một cơ thể đẹp và cũng sẽ không giảm cân được đâu. Và nếu các bạn ăn đúng như chúng ta không luyện tập thể thao thì chúng ta vẫn có thể giảm cân được. Vì vậy nó nói lên cái sự quan trọng của vấn đề về dinh dưỡng. Vì vậy các bạn hãy theo dõi những video trước của Hoàng Uyên thì Hoàng Uyên cũng có chia sẻ rất là nhiều về dinh dưỡng đấy. Thì các bạn xem lại nhá. Tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ đến vấn đề số 2 là về luyện tập. Tuy chỉ chiếm 20% thôi nhưng nó cũng là một cái yếu tố vô cùng quan trọng cho cơ thể của chúng ta có thể đẹp hơn, ba vòng săn chắc và rõ nét hơn. Thì bây giờ Hoàng Uyên sẽ chia sẻ nhá. Đầu tiên thì bạn có một chế độ dinh dưỡng hợp lý rồi này, chúng ta có một chế độ luyện tập hợp lý rồi này, và chúng ta tập đúng. Thế nhưng mà các bạn để ý không, chúng ta chỉ giảm được tháng thứ nhất, tháng thứ hai, cùng lắm tháng thứ ba. Và đến tháng thứ tư thì chúng ta lại bị chững lại. Và bạn không hiểu tại sao mà chúng ta lại không thể giảm cân nữa, mà trong khi đó chúng ta vẫn ăn uống đầy đủ, chúng ta vẫn ăn uống đúng và tập luyện đúng. Thế thì tại sao nhở? Bây giờ thì Hoàng Uyên sẽ chia sẻ với bạn nhá. Thứ nhất là khi mà chúng ta tập luyện và ăn uống ấy thì chúng ta sẽ giảm đến một cái mức độ cân nào đấy, và cơ thể của chúng ta đã thích nghi với việc đấy rồi, và nó sẽ không còn mệt, quá mệt nữa khi mà chúng ta tập luyện, đúng không ạ? Các bạn thấy rằng khi mà chúng ta tập được vài tháng rồi, chúng ta cảm thấy rằng cũng là cái động tác đấy, nhưng mà trước lúc mới tập thì chúng ta cảm nhận khác, mà bây giờ thì chúng ta cảm nhận nó rất là nhẹ. Thì lúc này thì cơ thể chúng ta không cần quá nhiều năng lượng để có thể tập cái động tác ấy nữa. Vì vậy thì chúng ta cần phải sao ạ? Chúng ta sẽ phải tăng cường độ luyện tập lên. Thứ nhất là chúng ta có thể tăng bằng cái giờ tập lên, hoặc thứ hai là chúng ta có thể tìm những bài tập nặng hơn để chúng ta có thể đốt được nhiều năng lượng hơn và khiến chúng ta có thể giảm cân được sâu hơn nhá. Các bạn có hiểu điều này không ạ? Tức là chúng ta sẽ phải tăng cường độ luyện tập lên để cho cơ thể của chúng ta không bị một cái trạng thái được gọi là cái trạng thái chững cân nữa. Đó, thì khi mà chúng ta kết hợp tập luyện và ăn uống khoa học đầy đủ thì Hoàng Uyên tin chắc rằng các bạn sẽ nhanh chóng và dễ dàng giảm được cân. Đấy là điều đảm bảo của Hoàng Uyên luôn. Các bạn chắc chắn sẽ giảm được cân. Và chúng ta lưu ý này, khi chúng ta tập luyện nhá, thì không phải là các bạn cứ hù chạy và nhảy như thế này một lúc sau đó chúng ta lại đứng khoảng nửa tiếng hay 15 phút chúng ta mới bắt đầu tập luyện nữa, thì lúc này cơ thể của chúng ta nó không có đốt mỡ, đốt cháy được nhiều năng lượng bằng cái việc là chúng ta phải tập luyện liên tục nhá. Tức là chúng ta có thể tập 45 giây, nghỉ 10 giây, sau đó là luyện ngay lập tức, tập luôn.
chứ mình không được nghỉ giữa hiệp quá lâu nhá, thì cơ thể chúng ta đã nguội mất rồi và nó không còn có cái sự đốt cháy liên tục nữa. Vì vậy hiệu quả tập luyện của chúng ta không cao. Đấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ để ý lại, thiết lập lại cho mình một cái mục tiêu là chúng ta cần giảm bao nhiêu cân trong vòng bao nhiêu lâu. Ví dụ như chúng ta cần giảm 4 cân trong vòng 1 tháng, ok, quá dễ. Chúng ta sẽ vẽ một cái thân hình một người mẫu đi, chúng ta lấy một cái ảnh người mẫu mà cơ thể người ta cực kỳ đẹp luôn và bạn dán cái mặt bạn vào đấy. Sau đó thì bạn ghi là mục tiêu của tôi tháng sau tôi sẽ giảm được 4 cân, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ bám sát cái mục tiêu đó và mình sẽ cân thường xuyên hơn và điều chỉnh lại chế độ ăn của mình. Vì sao? Vì sao lại không giảm được cân? Chúng ta phải tìm ngay lý do để chúng ta khắc phục, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ tăng cường độ luyện tập lên và tập đúng cách. Chúng ta sẽ phải siết được cơ thể lại và tập đúng form, đúng cách thì hiệu quả nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Đây là toàn bộ những cái chia sẻ của Hoàng Uyên về việc tại sao bạn tập hoài, tập mãi, tập liên hồi, tập mãi mãi mà nó cũng không giảm cân. Thì không biết là bạn đã nắm được chưa ạ? Nếu các bạn còn bất kỳ một câu hỏi gì hay là một thắc mắc gì thì các bạn cứ comment xuống dưới nhé. Hoàng Uyên sẽ làm những video tiếp theo hoặc là sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn trong comment. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và chúc các bạn sẽ sớm có một body vạn người mê và có một sức khỏe tốt, một tâm trạng và một thể lực lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy yêu thích video này thì hãy giúp Hoàng Uyên chia sẻ đến những người bạn của mình nhé, để cho chúng ta bao quanh chúng ta đều là những người phụ nữ thật là xinh đẹp, để thế giới này thật là xinh đẹp và tươi trẻ hơn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video rất là thú vị tiếp theo. Hãy chờ đón nhé. Bye bye.